Xin kính chào quý khán giả của đài IBC. Trong chương trình bình luận ngôn nhân dụng tuần này do Thu Hà phụ trách, và chúng tôi mỗi tuần đến gửi đến quý vị những tin tức về thế giới cũng giống như nước Mỹ. Và trong thời gian gần đây mình có những cái vụ mà biểu tình ha bác ha, mình gọi là biểu tình, nhiều cuộc biểu tình tại Israel do Thái. Và thưa bác, tại sao mà ông Tổng thống Mỹ cũng giống như dư luận ở Mỹ lại có những cái quan tâm đến những cuộc biểu tình tại Do Thái thưa bác? Nước Israel là một cái đồng minh quan trọng bậc nhất của nước Mỹ. Dạ vâng. Thành ra là khi mà dân chúng Israel bắt đầu đi biểu tình chống chính phủ thì người Mỹ họ phải quan tâm. Và ông Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, ông ấy đã phải nói trước công chúng là ông ấy có điện thoại cho ông Netanyahu là thủ tướng nước Israel để bảo đề nghị là ông Netanyahu hãy khoan đừng đưa ra những cái quyết định mới mà có người chống đối gây biểu tình. Thì ông Joe Biden đã tiếp chuyện trong thời gian vừa qua là gặp ông Tổng thống nước Israel. Dạ vâng. Nhưng mà Tổng thống nước Israel thì có cái vai trò tượng trưng thôi, gọi là tượng trưng cho quốc gia, đứng trên các đảng phái, giống như là vị quốc vương ở các nước quân chủ lập hiến vậy. Dạ vâng. Thành ra là ông ấy không phải là người quyết định, người quyết định là ông thủ tướng. Thì ông Biden có yêu cầu ông thủ tướng Netanyahu hỗn đừng có đưa ra những cái quyết định mà người ta phản đối. Và dạ cái chuyện phản đối là xảy ra cả 5-6 tháng trước. Wow. Dạ vâng. Thì thưa bác, nguyên nhân nào được dẫn đến những cuộc biểu tình như thế này? Dạ, có lẽ cái nguyên nhân trực tiếp nhất đó là từ đầu năm 2023, chính phủ Netanyahu đã định đưa ra trước Quốc hội của Israel một cái số những cái dự luật, không phải chỉ có một và có thể ít nhất là hai cái dự luật. Trong đó là có một cái dự luật được đề nghị là Quốc hội có quyền bác bỏ những cái phán quyết của tối cao pháp viện chỉ cần trên 50% số phiếu là Quốc hội có thể bác bỏ cái quyết định của tối cao pháp viện. Để quý vị có thể thấy cái đó nó quan trọng như thế nào. Như tối cao pháp viện của Mỹ chẳng hạn, trong thời gian vừa qua đó có những cái quyết định, chẳng hạn như là một cái quyết định rất là quan trọng là bác bỏ cái gọi là tiền lệ, cái án lệ gọi là Roe, cho phép coi như là mọi phụ nữ có quyền phá thai. Coi cái đó là một cái quyền ở trong hiến pháp của Mỹ. Thì cái phán quyết về Roe đó là đã có từ hơn nửa thế kỷ rồi. Thì vừa rồi tới cao pháp viện Mỹ với cái tỷ số là 6 trên 3 đã bác bỏ cái phán quyết Roe đó, nói là cái đó không phải là một cái quyền ở trong hiến pháp. Thế thì nếu mà Quốc hội Mỹ bảo là chúng tôi không đồng ý biểu quyết, thì nếu mà bảo là Quốc hội 50% cộng một phiếu mà bỏ cái đó, thế là cái phán quyết của tối cao pháp viện bị vô hiệu. Thế thì cái ông Netanyahu, ông làm thủ tướng và ông ấy định đưa ra cái luật trong đó nói rằng Quốc hội có thể xóa bỏ một quyết định của tối cao pháp viện Israel chỉ cần 50% cộng một phiếu là xóa bỏ được rồi. Thì cái đó là một cái quyết định rất là gọi là táo bạo. Thành ra là dân chúng người ta phản đối. Dạ. Người ta đi biểu tình suốt từ đầu năm 2023 đến giờ. Dạ vâng. Coi như là một cái unrest, tức là không, người ta bày tỏ chống đối. Nhưng mà thưa bác, cái dự luật của ông đương kim thủ tướng Netanyahu này
có gì khiến cho người ta phản đối kịch liệt vậy thưa bác? Dạ, cái điều mà người ta phản đối kịch liệt đó là nếu Quốc hội có thể xóa bỏ một cái quyền của tối cao pháp viện thì có nghĩa là ba cái quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp sẽ nằm vào một chỗ mà thôi. Thế thì chúng ta biết đó, cái chế độ gọi là dân chủ đó nó được khởi xướng dựa trên cái chuyện tam quyền phân lập. Phân lập. Đúng rồi. Lập pháp là cái nơi đặt ra pháp luật. Hành pháp là cái chỗ phải lo thi hành pháp luật. Yeah. Và tư pháp là sẽ dựa trên pháp luật để phán quyết là cái gì đúng luật, cái gì không đúng luật. Yeah. Mà cái luật quan trọng nhất của một quốc gia là hiến pháp. Thì ở nước Mỹ này chẳng hạn, tối cao pháp viện có quyền xét những cái luật của Quốc hội để nói rằng cái này hợp với hiến pháp hay là cái này không hợp với hiến pháp. Và như vậy thì nếu không hợp với hiến pháp, cái đạo luật Quốc hội đã biểu quyết bị xóa bỏ. Thì nếu bây giờ ở bên Israel mà một cái phán quyết của tối cao pháp viện cũng có thể bị Quốc hội xóa bỏ, thì như vậy đó là quyền tư pháp mất luôn. Là bởi vì ở bên Israel nó không giống như ở Mỹ, là cái người cầm quyền là thủ tướng chứ không phải là tổng thống. Đúng rồi. Mà làm sao ông thủ tướng có thể cầm quyền khi ông được đa số trong Quốc hội ủng hộ? Tức là ông ấy làm sao chiếm được đa số trong Quốc hội thì ông mới làm thủ tướng. Thành ra trong cái chế độ gọi là đại nghị đó, cái Quốc hội với lại ông thủ tướng ấy có thể coi là một. Cái ông đó ông mới được đa số trong Quốc hội ủng hộ thì ông mới nắm quyền lập hành pháp, và ở trong Quốc hội thì đảng của ông mới nắm quyền lập pháp. Yeah. Thì nếu bây giờ đó mà cái Quốc hội đó có quyền xóa bỏ những cái quyết định của tối cao pháp viện thì tối cao pháp viện coi như là không có giá trị nữa, không còn quyền nữa. Thành ra lập pháp, hành pháp, tư pháp vào tay một người. Và đó là cái chuyện mà vi phạm với lại cái quy tắc của chế độ dân chủ. Thì đó là lý do mà dân Israel nó biểu tình phản đối. Dạ, vâng. Mà họ biểu tình phản đối rất là mạnh. Các nghiệp đoàn dọa đình công, các bác sĩ cũng đình công tượng trưng trong một ngày, bởi vì họ không muốn bỏ bệnh nhân không cực cứu chữa thì họ chỉ đình công tượng trưng thôi. Rồi thì là quan trọng nhất đó là các binh sĩ gọi là trừ bị, họ phản đối cái dự luật đó. Ở nước Israel nó có khoảng độ 160-170 ngàn quân hiện dịch, nhưng mà khoảng 400-500 ngàn là quân trừ bị. Mà quân trừ bị đã mỗi năm đều phải tái ngũ trong vòng một tháng hay là mấy ngày đó để mà được huấn luyện. Thì bây giờ những cái người mà binh sĩ và sĩ quan trừ bị đó, họ báo cho cấp chỉ huy biết là năm nay chúng tôi sẽ không trình diện. Và như vậy là đe dọa đến cái nền an ninh của nước Israel. Thì cái số người chống lại cái chính phủ Netanyahu nó rất là mạnh. Và đó là cái điều mà làm cho chính nước Mỹ này, Tổng thống Mỹ, dân Mỹ cũng phải lo ngại. Dạ vâng. Rất là đúng thưa bác. Thì bây giờ mình trở lại vấn đề cá nhân của ông đương kim thủ tướng của Israel. Thì đối với ông á, ông Netanyahu này, tại sao với cá nhân ông, tại sao ông tạo cái dự luật đó? Thực ra đó thì ông Netanyahu không phải là cái người muốn làm ra cái luật để mà giảm quyền của tối cao pháp viện. Yeah. Nhưng mà ông ấy đứng đầu một cái đảng chiếm nhiều ghế ở trong Quốc hội, nhưng mà không đủ quá một nửa để cho ông ấy có thể lên làm thủ tướng. Ông ấy phải liên kết với nhiều đảng khác nữa để lập thành một cái chính phủ gọi là chính phủ liên hiệp. Thì trong số những cái đảng mà ủng hộ ông ấy thì có cái đảng tôn giáo gọi là chính thống giáo Do Thái và rất là cực đoan. Thì họ muốn giảm quyền của tối cao pháp viện là bởi vì tối cao pháp viện đã từng phán quyết nhiều điều ngược với quyền lợi của họ.
cái đảng mà gọi là chính thống giáo cực đoan của Do Thái đó, của đạo Do Thái đó, là họ muốn là người Israel có quyền lập trại định cư ở khắp các nơi, chiếm của người Ả Rập. Họ muốn là giảm quyền của những công dân Israel gốc Ả Rập mà đề cao quyền của cái người Israel mà gốc Do Thái. Thì tối cao pháp viện Israel á, họ bảo cái đó trái hiến pháp. Israel thì nó không có cái hiến pháp, nhưng nó có một cái luật căn bản và cái quy tắc lập quốc của nước Israel là nó mang tính chất Do Thái, nhưng mà nó phải dân chủ. Thì tối cao pháp viện chống lại những cái đảng cực đoan đó, thành ra họ muốn giảm quyền của tối cao pháp viện. Ông Netanyahu đã chiều theo ý kiến của họ. Dạ vâng, thì chúng ta cũng vừa hết phần 1. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng ta sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.